Nữ nhà báo tự do đấu tranh cho dân chủ Phạm Đoan Trang, 44 tuổi, có lịch ra tòa trong phiên xét xử phúc thẩm vào ngày 25 tháng 8. Trang Facebook mang tên bà cho biết. Trang Facebook này do những người thân tín của bà Trang quản lý kể từ khi bà bị nhà chức trách Cộng sản Việt Nam bắt hồi tháng 10 năm 2020, cho biết thêm Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ thực hiện phiên phúc thẩm và một quyết định liên quan của nhà chức trách nói rõ rằng vụ án được xét xử công khai hồi giữa tháng 12 năm 2021 trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, bà Trang bị tòa nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạm tội tuyên truyền chống nhà nước và phải nhận mức án 9 năm tù giam. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong những người bảo chữa cho bà Trang cho VA biết ở thời điểm đó rằng hội đồng xét xử đã nhận định là hành vi của bà Trang thuộc diện nguy hiểm cho xã hội thực hiện một cách cố ý và vì vậy đã đưa ra kết quả là mức án còn cao hơn cả mức 7 hoặc 8 năm tù do Viện Kiểm sát đề nghị. Trong hơn 10 năm trước đó, bà Trang viết nhiều bài blog phản biện xã hội và thúc đẩy các quyền tự do dân chủ một số cuốn sách của bà bao gồm chính trị bình dân phản kháng phi bạo lực cẩm nang nuôi tù bị cấm ở việt nam và bà trang cũng trả lời các đài báo nước ngoài trong đó có va ifa và bbc về các vấn đề đáng chú ý ở trong nước